Đây, hôm nay là ngày 25 tháng 4. Ôi, đường vắng quá ha, thứ bảy. Đường vắng quá. Ngoài trời rất là lạnh. Nhiệt độ hiện tại giờ là khoảng 84 độ ở ngoài. Hôm nay trời nóng quá chừng luôn. Cái bên chỗ cũ à, bây giờ là Học Loan đang lên xe để đi Target. Tại vì thấy ở Target có bán cái mask á, thì Học Loan có người bạn ở bên tiểu bang xa không có mask xài, nhờ Học Loan mua. Mà hình như là nó giới hạn cho một người mua chỉ một hộp thôi, cho nên cả nhà ba đứa đi Target. Hy vọng là nó có để mình mua được 3 hộp. Ok, đây Hiếu Vợ và Bảo Lộc. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay trời nắng ấm quá chừng luôn. Nắng ấm kiểu này là virus nó sẽ biến đi hết đó quý vị ơi. Hy vọng là sẽ không còn virus nữa. Trời ơi, đeo cái mắt kiến vô nóng hổi à. Cái mắt kiến để trên đây nè. Đeo vô muốn phỏng mắt luôn vậy đó. Nóng quá mà. Đó, nó giết virus đó. Không biết có giết virus không chứ là căng da mặt anh đó. Trời, ủi da mặt free muốn gì nữa. Ủi xóa nếp nhăn muốn gì nữa. Đi bộ ra tới đây nè. Đi về là có 4 mai chứ nhiêu. Đây nha, chúng mình đã tới Target, cái cha xe đông quá vậy. Thấy chưa? Còn không đó. Tại hồi sáng em post trên Facebook mà mọi người biết, mọi người ra đó. Hay vậy ơi. Hôm qua thấy mà tại vì mình nghĩ mình không có cần, mình máy ở nhà mình xài được rồi. Nhưng mà cái cô bạn của Hồng Loan á, ở bển gia đình cũng đông người lắm, 7 người. Giờ ông Loan mua giùm mấy hộp. Quan tôi ghét à? Bella là gì vậy? Cái này. Cái này hiểu thôi. Bella Cantos. Cái bằng giải. Ồ, nó bằng giải. Cái bằng giải à? Bằng giải hả? Giặt được mà. Xây quá. Xây coi. Ồ nè. Hên quá còn nè. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm quý vị ơi, nhà mà có cần vô đi mua nha. Ở đây USA đàng hoàng nha nè. Ồ, Made in USA. USA. Ồ, của Mỹ. Wow. Rồi, hôm nay được đi shopping nè. Shopping sắm quần áo đi. Giờ không đâu mở, chỉ có Target thôi. Mua quần áo Target bận, đẹp lắm bộ. Đồ Target giờ đẹp lắm á. Nhiều rồi đẹp. Trời, quý vị nhìn nè. Người Target like nó dài thòn rồi đó. Mua gì không? Món này với Linh. Mua cho với Linh hả? Snack. Snack cho Linh. Mặc như ninja, không biết ai biết ai hết. À, Lộc với Long đó là đeo hai cái. Một cái nè là 95 đồng. Một cái là cái mask bình thường. Để bảo vệ cái N95 xài được vài lần. Hên quá vô mua được mấy hộp. Chút nữa về mở ra cho mọi người coi thử, coi cái mask này nó mai có đẹp không nha. Review hả? Review. Phui thử một cái coi.
Ồ, thấy cái vải cũng mịn ghê. Ồ, dễ thun hả em? Cái này nó không phải là nó mai mà nè, nó cắt vậy nè. À. Ồ. Coi coi. Nè. Nó là cái vải. Nó là cái loại vải mà. Ồ. Em thích cái loại bằng gì nè. Yeah, ha, nó hai lớp, hai lớp dày luôn nè. Ồ. Giống như cái vải mà vải thun. Thun rồi nó có lớp nỉ ở ngoài vậy đó. Vào thấy tốt quá ha. Vậy thấy cái này mình quá dễ, đơn giản quá. Cái này mình không có giặt, mình chỉ có thể là mình ngâm nước nóng một chút rồi mình sấy lại thôi. Ừ. Chứ không đâu có cần giặt giò gì. Ừ. Ừ. Hả? Nè đẹp lắm nè tỷ, nó là cái vải, nó không có mai gì hết trơn nè, nó nguyên vải nó vậy cắt ra. Ồ. Không biết cái đó là hai cái hay một cái ta. Cái đó hai cái. Hai cái, hai cái. Cái gì nào? Cái mềm nó trong, cái mềm nó trong ở ngoài. Hai lỗ tai ai bự mặt bự thì làm ra ngoài, mặt nhỏ thì làm ở trong. Đó. Cũng được chứ. Ôi nó cắt gì đơn giản khỏi mai tỷ. Mà cái vải này không có mua được. Ờ không mua được. Vải special của nó. Ồ vải đẹp lắm. Nếu mà nhà nào mình không có thì chạy liền ra Target. Hello, xin kính chào quý vị, cô bác, anh chị, các bạn thân mến. Nói chào rồi mà. Chào nữa. Quý vị nào mà đang cần mask mà không có may được đó, quý vị vô Target mua nha. Hồng Loan thấy cũng ok á. Nếu mà mình xài cái đó xong mình về mình xịt cái khử trùng lên rồi mình lấy máy sấy mình sấy cho nó nóng thiệt nóng là nó sẽ giết chết con virus thôi quý vị. Trong đó nó không có để là cho mình giặt được, nhưng mà Hồng Loan nghĩ mình có thể thử thôi. Mình ngâm nước nóng rồi xong mình đem ra mình lấy máy sấy mình sấy cho nó khô, mình hang cho nó khô rồi mình sử dụng được vài lần thì cũng tốt. Chắc chắn là tốt hơn những cái mặt hàng mà trôi nổi của Made in China nha quý vị nha. Cái này quý vị Made in USA. Dạ, wow. Made in USA đã. Lâu lắm rồi Lộng mới thấy được cái hiệu là Made in USA đó. Dạ, mình thấy được cái đó mình cũng mừng. Mừng quá trời. Hy vọng từ đây cho sắp tới nữa thì rất nhiều cái mặt hàng mà Made in USA hoặc là Made in Việt Nam, chứ đừng có Made in China. Bây giờ là 2 giờ 15 phút của ngày 25 tháng 4. Hồng Loan xin thông báo tình hình hôm nay là 153.918 người bệnh, số người mất đi là 53.858 và số người được chữa khỏi là 116.015. Nhưng mà một điều mình mừng là số người được recover đó là rất là nhiều, từ 92 cho tới 116 là được 20 mấy ngàn người. Wow, hôm nay mừng quá. Trời ơi, chưa ngày hôm nào mà mình được như vậy hết. 24.000, còn 23.000 mấy trăm. Wow, mừng quá quý vị ơi. Nhưng mà ca bệnh vẫn còn tăng nhiều thì chúng ta cũng phải vẫn còn cẩn thận và vẫn phải nên ở nhà ha quý vị ha. Những cái tiểu bang mà ít người bệnh thì họ có thể mở cửa nay mai hay là cuối tháng hay gì đó thì tùy mỗi tiểu bang. Nhưng mà theo như mà California của mình nè, Los Angeles rồi Orange County, Hồng Loan thấy ca bệnh mấy ngày hôm nay ở khu vực mình cũng tăng khá nhiều đó quý vị. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận nha quý vị. Hồi nãy Lộc vô Target đó quý vị, là cái mask đó, nhiều lắm nha, đừng có lo hết. Rất là nhiều. Thế để một mấy gian bước mấy vô gian là luôn. Nó có một cái quầy lớn rồi bây mình đi vô trong á họ để thêm một cái quầy lớn nữa. Không biết mấy cái Target khác thì có nhiều không. Target mà Hồng Loan đi là Westminster, nằm trên đường Beach nha quý vị, đường Beach với lại đường Hale. Nếu quý vị nào cần thì chạy tới liền trong ngày hôm nay. Mà mỗi gia đình chúng ta, mỗi người chỉ mua được có một hộp thôi ha quý vị ha. Hồng Loan nhận được một cái tin rất là vui của California đó, là ông thống đốc bang California của mình đó, ông đưa ra một cái chương trình bữa ăn miễn phí trong ngày cho những vị cao tuổi. Có nghĩa là một ngày sẽ được 3 bữa ăn. Mỗi bữa ăn là trung bình là khoảng 17 đồng. Ăn cũng cao cấp nha. Ông tính sao mà mỗi người có thể được ăn 66 đồng một ngày. Wow. Ăn sáng là 16 đồng, ăn trưa là 17 đồng và ăn tối là 28 đồng. Trời ơi, cái này ăn cao cấp rồi em ơi. Người nghèo mà được ăn cao cấp. Chẳng hạn như nhà Lộc đi,
mỗi lần mình ra mua cho chẳng hạn như một phần bánh canh, một phần hủ tiếu, một phần phở chừng 10 đồng á. 12, khoảng 12 đồng. Đồng. Hết mức à. Ừ. À. Không thì đã nói là một cái bữa ăn cho nó đầy đủ đầy đủ calorie, đầy đủ chất bổ dưỡng thì có phải có rau cải rồi phải có nước uống, chắc là có đồ ăn trái cây này nọ là phải đủ hết các thứ để cho nó đầy đủ bổ dưỡng cho người lớn tuổi. Thì cái chương trình này á là ông dành cho những người cao niên. Cao niên thôi. Mà không có thể đi ra ngoài lấy đồ ăn được, không thể đi ra ngoài được thì họ sẽ to go tới tận nhà luôn. Nhưng mà những người cao niên nhưng mà phải có thu nhập thấp nữa thì mới được cái điều kiện này. Thì Hồng Loan gửi cái link cho quý vị ha. Quý vị vào cái link này hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại vào cái số 211 hoặc là vào cái trang mạng này thì chúng ta apply để xin bữa ăn. Thì cái điều này ông thống đốc mình quá thông minh luôn, quá hay. Ông làm là ông giúp đỡ được cho tới hai thành phần lượng. Một thành phần là người già không có được đồ ăn, không có tự đi lấy đồ ăn được. Thứ hai nữa là ông giúp cho những nhà hàng. Như vậy là những nhà hàng họ có thể mướn nhân viên trở lại để mà làm việc, để làm những cái thức ăn đó cho người già. Và những cái người mà deliver đi to go đem đến tận nhà cho mọi người có luôn. Có công việc luôn. Là có công việc luôn. Nghĩa là nhà hàng bây giờ là đỡ lo. Thì nhà hàng nào mà muốn hợp tác để làm chương trình này thì hãy liên lạc. Vừa giúp được cho mọi người mà chúng ta cũng có thu nhập nữa. Chương trình này gọi là Restaurant Deliver Home Meals for Seniors. Thấy được cái điều này mình rất là mừng luôn. Mà công nhận là ông thống đốc của Cali rất là giỏi, rất là thông minh. Ông đi trước người ta đó. Ông làm được cái điều này là ông giúp đỡ cho những người thất nghiệp, giúp đỡ cho những business nhỏ và giúp đỡ cho những người già lớn tuổi, rất là hay. Và còn một điều nữa, một điều này mà Hồng Loan thấy cũng rất là thú vị. Ngoài cái việc cho thức ăn ha, ông còn mở ra một cái đường line điện thoại để cho những người cao niên sống trong tình trạng cô độc có thể gọi đến để mà tâm sự. Ai mà cao niên nhớ nghe số điện thoại này nha. Hay lắm nha. 1-888-670-1360. Có nghĩa là quý vị nè, ngoài cái giờ mà coi Loan với Lộc á, mà nếu mà còn cảm thấy buồn nữa đó thì hãy gọi số này. Sẽ có người tâm sự với chúng ta. Bất cứ ai cần sự hỗ trợ về tinh thần hoặc là cảm xúc mình là cần phải giải tỏa, cần phải nói chuyện thì gọi vô số này là mình sẽ được giải tỏa. Rất là hay luôn. Không biết nó có nói tiếng Việt không ha? Chắc có chứ ha? Thường ở bên đây thì họ nói tiếng Anh nhưng mà có những cái đường dây line người ta translate qua tiếng Việt. Rồi những cái tiếng khác tại ở đây mình là hợp Trung Quốc mà. Không biết nữa nhưng mà hy vọng là có. Nhưng mà nhiều khi có những người lớn nhưng mà họ cũng đi làm công sở thì họ cũng nói tiếng Anh giỏi lắm. Người Việt mình nhiều người mặc dù lớn nhưng mà cũng giỏi tiếng Anh lắm đó không quý vị. Thì có một cái tin là hiện tại thì thuốc Ebola đó là đang tạm sử dụng cho trị cúm COVID-19. Thì Trung Quốc lại nói là ngưng cái loại thuốc đó vì thuốc đó nó không đủ, giống như là nó có hại. Cái thuốc mà Hồng Loan đã nói mấy hôm nay là Remdesivir đó quý vị. Tự nhiên Trung Quốc bây giờ nó tuyên bố là nó không có thử nghiệm cái thuốc đó nữa. Trong khi cả thế giới hiện tại giờ đang sử dụng cái thuốc đó rất là khả quan. Cũng như là ở Mỹ mình cũng đang sử dụng thuốc đó và trị được cho rất là nhiều người trong vòng 5-6 ngày là có thể khỏi bệnh. Thì người ta mới tìm hiểu là tại sao mà Trung Quốc nó lại ngưng, nó không sử dụng, nó tuyên bố như vậy. Thì mới biết là hiện tại nó đang chế tạo thuốc để mà chữa bệnh. Thì nó muốn phao cái tin nó ra để mà người ta không sử dụng nữa. Để khi nào mà nó có thuốc thì người ta sẽ sử dụng thuốc của nó. Giống như là độc chiếm ha, độc chiếm hết nha. Nó nói là không có tác dụng đồ này nọ. Nhưng mà nó làm như thế giới bây giờ là ngu lắm. Nó nói cái gì là nghe cái đó. Đâu phải như vậy. Hiện tại bây giờ là chúng ta chờ đợi đến ngày 30 tháng 4 thì hy vọng là sẽ biết được là sử dụng cái thuốc này là có tốt hay là không. Hiện tại thì cái thuốc mà Hồng Loan có nói quý vị, thuốc sốt rét đó, thì nó trị rất là hiệu quả. Nhưng nó hạn chế là những người bị tim, bị tiểu đường,
là không có sử dụng cái thuốc đó được. Hey, ngày nào cũng nghe nói những cái vụ này sao nhức đầu quá quý vị ha. Nghe mệt quá. Mong là cho nó mau qua. Tình hình bây giờ thì người ta lại sợ là sau cái mùa hè này rồi tới cái mùa đông á, cộng với lại cái cúm bình thường rồi cộng thêm cái cúm này nữa thì tình hình nó trở nặng. Nhưng mà Hồng Loan muốn mình lạc quan, mình nghĩ là tới thời điểm đó thì chắc có lẽ mình có thuốc trị hoặc mình có vaccine chủng ngừa thì nó sẽ khác ha quý vị. Trong cái mùa hè này thì có lẽ nắng nóng, có lẽ là con virus nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều, nó hỗ trợ cho chúng ta có thể ngăn ngừa và chữa trị nó. Thôi bây giờ mình nói chút xíu là về chuyện gia đình đi. Mọi người có thấy Gia Linh lên lau nhà, quét nhà, làm công chuyện nhà thì thấy thương quá. Và nhiều người cũng khuyến khích là nên cho con mình làm việc. Theo Hồng Loan nghĩ cái đó nó là rất là tốt nha quý vị. Hồng Loan chia sẻ quý vị một cái video là bé Gia Linh lúc đó mới có 2 tuổi thôi. Đây. Ông bà ngoại với ba mẹ ăn bánh mì xả đầy á, em phải đi quét dọn con. Quét đây nè. Dơ quá. Cái này là quý vị, nó cũng giống như là một cái trò chơi của con nít thôi. Thì nó cảm thấy cái này trò chơi này nó thú vị, nó thích làm người lớn này nọ đó. À, không? Đó, không biết bỏ quét hay là bỏ trầy thêm. Rồi này nha, quý vị nhìn này nè, quét, em quét xong á, cái em nhìn thấy có cục kẹo hả? Cục cereal bỏ vô miệng. Nó ở miệng nó còn cười. Thấy quét gà cái thấy lụa bơ cái tử lụa rất giỏi quá, bỏ về ra bánh. Trời ơi. Chia sẻ chút xíu vui vui cho quý vị ha. Thôi bây giờ thì đến hẹn lại lên mình cảm ơn khán giả chút đi ha. Khoan, trước khi cảm ơn là mình khoe lại một lần nữa cái trái mít ngày hôm qua. Ôi ba Phạm Quốc á, ăn quá trời luôn. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Ồ, hôm nay đó nói về cái chuyện mà deliver thức ăn đó, có một cái anh người quen ở trong Cali thôi. Anh cũng làm những món thức ăn chẳng hạn như là bún mắm. Hồi nãy có deliver cho gia đình mình á, ăn rất là ngon. Loan thấy anh đăng trên Facebook á, anh gia đình, cả gia đình anh làm thì mình order thử thì ăn rất là ngon. Anh John Doe á, quý vị nào mà ở gần khu vực Orange County á thì có thể kia lên Facebook kiếm anh John Doe. Thì, dễ kiếm lắm quý vị. Nói tới bicycle là ảnh đó. Ảnh là bầu show của Song Bicycle Bay, Casino Bay, đó quý vị. Bicycle đó. Em gái của ảnh nấu, rồi cả nhà cùng phụ, rồi deliver hàng tuần cũng kiếm được một số tiền là cũng, đúng rồi, cũng hay. Nhưng là mà làm rồi. Rất là sạch sẽ. Hồng Loan thích là làm gói vô nhìn cái đồ ăn rất là sạch sẽ luôn. Và có hôm nay còn có thêm cái món xôi xoài kiểu Thái một chút đó nữa, một chút nữa mình phải xử xôi xoài nha. Chút nữa quay cho quý vị thấy cái xôi xoài ha. Thôi bây giờ Hồng Loan xin phép quý vị một ít giây phút để mà cảm ơn tất cả quý khán thính giả của Bảo Quốc Hồng Loan Channel. Anh Nguyễn thì nói là hôm nay nhà mình ăn mít cũng ngon ngọt nhưng không bằng trái mít của bạn. Nhưng mà bạn mua rẻ hơn Hồng Loan, bạn mua có 89 cent một thao thôi. Có một số dùng chỉ có 40-50 cent cũng có nữa, nhưng mà tại chắc cái mùa này nó hơi hiếm á nên giá nó hơi cao ở đây. Một cái điều này ngạc nhiên nha, chú Phân mà cũng là người rất là yêu thương Loan với Lộc thì chú nói á, là chú là người Đức nhưng mà chú sống ở Australia. Vậy là chú tới hai quốc tịch đó. Vậy là không, chú là quốc tịch Đức hay là chú là có cha mẹ là có người là người Đức cũng có thể như có, vậy. Có thể. Cảm ơn chú nhiều lắm. Trini Trần, California. Quý nhân Trần Quý Nhân. Tiếng rào bán mít của bé Gia Linh dễ thương quá. Hôm qua quý vị nghe Gia Linh rào mít không? Mít chặt ngon lắm nè. Mẹ vô bà con ơi.
đúng rồi. À, bữa nào Hồng Loan ăn bài gian hàng bán mít bại ở ngoài đường bán cho bé Gia Linh rào, quý vị nhớ tới mua nha. Rồi, Trần Thị Hoàng. À, Trần Thị Hoàng thì cũng yêu cầu Bảo Lộc post cái bài nhông 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 mà hôm qua Bảo Lộc nói đó. Ồ, vậy hả? Rồi, nếu mà quý vị coi video này thì chắc có lẽ Lộc đã post cái nhông 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 này đó nha. Đón xem nha quý vị. Chị Trịnh Tuyết Mai thì cũng rất là yêu thích gia đình của Hồng Loan. Kim Nguyên cũng vậy. Kim Nguyên nói là làm cho tôi thèm chết luôn rồi Hồng Loan ơi, mình là fan cuồng của mít. Mới xé ra nhìn cái màu vàng là biết ngon rồi. Nhưng mà Kim Nguyên ở xa quá không có ăn được, cho nên thôi nhìn ăn cho đỡ thèm. Giống như có một cái anh đó, ảnh mùa dịch đó, ảnh không có đồ ăn, cái ảnh nhìn lên tivi thế nào là bồ câu quay rồi cá rồi gà quay rồi thịt quay rồi. Trong cái chén cơm của anh chén cơm trắng. Anh chỉ ăn xong có nhìn gấp trên tivi bỏ cho anh ăn. Cái cảm giác đó là Lộc hiểu. Hạnh Trần thì cũng có lên hỏi Hồng Loan một vài điều về cái vấn đề nấu ăn, làm như Hồng Loan là đầu bếp chính hiệu vậy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng. Mỹ Lan Phạm thì khen một cái gia đình quá hạnh phúc, bảo Lộc Hồng Loan dạy con gái rất khéo ngoan, dễ yêu quá. À, cô rất thích coi clip của hai con. Dạ, tụi con cảm ơn cô Mỹ Lan rất là nhiều. Ý Nhi Lê thì cũng góp ý cho Hồng Loan biết về những cái loại cây trồng ở ngoài. Cảm ơn Ý Nhi nha. Dung Smith. Cô Dung nói là Bảo Lộc muốn đi ra làm vườn thì phải mang vài ba ta vô. Đúng rồi. Cô nhắc rất là đúng đó. Nhiều khi mình ấy cây nó rớt xuống nó dập ngón chân ha, phải không cô? Đúng rồi. Tại vì Lộc không có thường làm đó nên Lộc không có ấy. Cứ sẵn là đi ra làm luôn nè. Mình không có chuẩn bị. Có một anh mô tô đi kìa. Lộc nhớ nha, tại vì lâu lâu mới ra phụ má vợ được bữa cho nên đâu có nhớ đâu. Lê Minh Lê. Lê Minh nói Hồng Loan sao thấy trẻ hoài vậy, hay vợ chồng dễ thương quá. Vụ này Hồng Loan khoái. Cảm ơn Minh Lê nha. Coi chứ cũng già chứ. Có một người nữa là Hoa Tím. Lang thang gặp Hồng Loan đăng ký luôn. Cảm ơn Hoa Tím, Tím Hoa. Rồi trở lại nữa kìa. Anh đẹp trai. Ở bên đây quý vị, nếu mà mình đi lái xe mô tô á, cái bằng lái xe mô tô khó hơn là thi hơn là bằng lái xe hơi đó. Nó và bảo hiểm nó cũng cao hơn nữa, tại cái xác suất mà tai nạn xảy ra đó nó cao quá đi, nên bảo hiểm nó bán rất là cao. Hoa Ti, không biết là tên gì, tên Hoa hay Hòa vậy đó ha. Chào hai bạn, mình rất thích gia đình Loan lúc còn ở Việt Nam, cho đến giờ vẫn vậy, hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp gia đình ở ngoài đời. Nếu như hai bạn qua Na Uy thì vui biết mấy. Na Uy hả? Bạn Hoa ở Na Uy ha. Hồi đó Hồng Loan có đi Na Uy một lần rồi, hồi năm 1996. Mới quen nhau. Đi nào tôi không biết. Xạo. Đi diễn. Nói chứ biết. Lúc đó là Loan đi bển mà qua bên châu Âu đó, cứ ngày nào cũng gọi cho Lộc đó. Không, lúc đó là hai đứa mới quen thôi à. Mới vừa bắt đầu quen thì kiểu như là hơi thôi, cũng chưa có gì. Nhưng mà xong rồi Hồng Loan đi qua châu Âu đi diễn một tháng. Mới thấy rồi. Sau một tháng gặp lại mới biết là yêu chấm đuối vậy. Thì đó mới thấy là cần thiết tôi đến mức độ nào ha. Trời ơi. Lâu lâu mình chảnh vậy đó. Không biết ai cần ai à. Trời. Lâu lâu làm giá ở cưng. Mình phải có giá của mình phải không? Không mấy anh. Mấy anh đồng ý like dùm Lộc một cái nha. Hồi Hồng Loan nhớ Hồng Loan có qua Na Uy. Ở bên Na Uy thì Hồng Loan đúc đi á, cái mùa đông á quý vị. Trời ơi, thấy nó buồn quá à, phải không? 3 giờ chiều là trời bắt đầu sương mù. Sương mù mịt mờ luôn. Cho nên thấy buồn lắm. Không, chắc là mình đi, em đi lúc đó là cũng 20 mấy năm rồi. Thì bây giờ anh nghĩ chắc bây giờ nó khác, nó đỡ buồn.
dân Việt Nam mình với lại không, nhưng mà dân Việt Nam mình bệnh cũng nhiều lắm. Hồng Loan cũng có đến vài gia đình cũng có quen biết đó, thì mình đi show mà đi mười mấy ca nghệ sĩ đi chung, thì có những cái người họ cũng thích đó, họ mời nghệ sĩ đến nhà. Hồng Loan cũng có đến nhà vài người, thì cuộc sống ở bệnh thì nó êm đềm lắm, nhẹ nhàng lắm. Chứ không có giống như ở Cali. Cali là gần giống Việt Nam. Nhiều người nói ở Cali xô bồ quá, người ta không thích quý vị. Nhưng mà Hồng Loan nghĩ không có thích sống đây à. Ở đâu quen ở đó. Dạ, nhiều khi buồn quá. Chắc tại cái tính của mình, cái tính nghệ sĩ, mình thích sống chỗ nó ồn ào náo nhiệt hơn. Cuộc sống Dallas, Texas, Mỹ thì nói là bên đó mít mắt hơn bên đây. Bên Dallas 79 cent một pound, có khi sale 59 cent. Chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc. Rẻ quá ha. Anh phải mình mua đồng mấy không? Sao ai cũng nói mắc quá nhỉ? Một đồng mấy, tại vì Lộc nghĩ là vậy nè. Lúc trước Lộc cũng thấy có chỗ bán 59, có chỗ bán 79 cent nữa. Nhưng mà cái lúc đó chắc cũng mấy tháng trước rồi. Bây giờ cái tháng này đó, thời buổi này chắc Lộc nghĩ chắc là khó mà vận chuyển với lại trồng những cái loại mít đó nên cái giá nó cao hơn. Hồng Loan cũng có nghe mấy chợ nói là nhập hàng bây giờ cũng khó đó quý vị. Tại vì cái vận chuyển người ta cũng hạn chế, cho nên có lẽ như vậy giá cũng hơi nhích lên. Với lại Hồng Loan nghĩ chắc tại cái loại mít này là loại mít ngon á, cho nên cái giá nó hơi cao. Chứ nếu mà Hồng Loan mà mua mà lựa cái mít mà 99, 79 cent thì chắc không lựa được cái mít ngon vậy đâu. Kỳ này là hên á. Cái này người ta lựa sẵn cho mình rồi đó. Phát phan mít ngon quá, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Lương Nguyễn thì nói là mít có màu vàng đậm như vậy là mít nghệ. Hồi xưa lúc ở Việt Nam, nhà chị là vựa trái cây, quê chị ở miền Tây. Cảm ơn chị. Dạ. Mít nghệ. Mít nghệ hả chị? Ở nhà Hồng Loan thích ăn mít nghệ đó. Còn mít dừa thì ở nhà Loan không thích. Mít dừa thì cái muối nó to, nó cao vậy, nhưng mà nó cứng, cái màu nó lợt. Nó sực sực. Nhiều người thích ăn mít dừa. Cái mít dừa đó là Lộc nghĩ là họ làm để làm chè Thái đó. Họ lấy cái mít đó họ lột cho nó giòn á, cho dài dài đó, nó bỏ vô chè ngon lắm. Trời ơi nhiều dữ vậy. Càng ngày á, Loan Lộc nhận được rất là nhiều comment của mọi người, nhận được những cái sự chia sẻ cũng như là tình yêu thương của mọi người rất là nhiều. Hôm nay thì Tiffany Quỳnh nè, rồi Lê Nguyên nè, Tracy Trần là Tracy Trần, Nguyễn Trúc Ly, Jenny Trần á, có là Jenny Nguyễn, Jenny Vũ, Jenny Trần, nhiều Jenny lắm. Jenny Lu nữa. Jenny Lu. Loan là Jenny Lu. Ai mà là cùng tên Jenny là vô hội nha, nhập hội. Lan Lê, Phong Nguyễn. Tin tức USA họ nói nè, có thể cho tôi xin mấy cái hộp mít để tôi nấu tôi ăn, để xả hơi trong nhà, cho bà xã tôi ra đường được không? Từ bữa cách ly ở nhà đến giờ bà cứ ở trong nhà lải nhải suốt, tôi chịu không nổi. Giống mà bà Quốc nói đó, ăn hộp mít xong á, chính phủ chưa có mở cửa mà nhà mình mở cửa trước rồi. Mở cửa bung ra để chạy, hết khởi có không khí đó. Chà, anh này anh có chiêu hay đó quý vị. Ăn hột mít để cho bà xã bà chịu không nổi, bà đi ra khỏi nhà, bà khỏi có lải nhải phải không? Nhà mình còn không em? Đi vô lụm rác đi. Hồng Loan cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, kính chúc tất cả mọi người chúng ta thật là đầm ấm hạnh phúc bên gia đình. Chúng ta hãy tận dụng thời gian này để mà hưởng thụ cuộc sống bên gia đình. Riêng ở Việt Nam thì chúc mừng Việt Nam. Việt Nam đã được thoải mái đi ra đường rồi. Nhưng mà mỗi người chúng ta tự bảo vệ cho mình nha quý vị. Không phải là thoải mái đi thì mình cứ đi rồi nhiều khi ngồi quán cà phê, quán nhậu mà ngồi gần nhau. Hồng Loan thấy những cái hình ảnh cũng rất là sợ, mừng cho Việt Nam nhưng mà cũng rất lo lắm. Hy vọng tất cả mọi người chúng ta hãy cẩn thận để qua cái mùa dịch này và mọi người thật là khỏe, thật là bình an, thật là hạnh phúc. Và đừng quên nhấn nút đăng ký
nhấn nút like và chia sẻ những cái video này của Loan với Lộc nha. Dạ, chia sẻ để Loan Lộc có thêm nhiều subscriber ha quý vị ha. Thank you. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều sức khỏe, nhiều sức khỏe. Tạm biệt.